Để chia sẻ với các bạn đã món thịt chim rừng xào măng lục trúc. Lục trúc này ngon quá, được ít. Măng này là măng non. Đây là sả, ớt. Chanh như ai ở vứt đây rồi này. Đây là thịt chim hoang dã. Cái này bị vạt vào đấy nhỉ. Về đi ông ngoài sang là vừa đấy. Bỏ đây em đi em nằm lại. Măng tươi, măng lục trúc tươi. Tí thì không làm được. Đấy, như đầu bếp ý chứ. Ôi trời, măng này ngon lắm. Tan bị đắng nhỉ. Đây chỗ mình thì chủ yếu là thịt chim hay thịt gà thì đều có ngâm tẩm sả ớt như này, thì ăn rất là thơm. Cái này ngâm khoảng 15 phút thì bắt đầu cho vào xào. Đây là cuộc sống ở ngoài đồng cho nên là thiếu thốn, nó không như là ở nhà nếu có bếp núc đàng hoàng. Có cảm giác có như cái mùi vị của thịt nướng của chuột. Tất nhiên thì mình đã có một con chuột ở đây, vẫn có một con chuột rồi, nhưng mà ăn thấy cảm giác mùi ngọt ngọt nó lại lên. Thì đồ này là mình đã hun khói, hun bếp rồi, hun rơm rồi. Ok, nửa lên em. Mà chảo nó khô cho mấy dầu vào cha xui dầu chứ trời. Chắc là ở nhà là nấu ăn cùng vợ con. Thăm thịt lại nhé. Đây khoảng tầm 10 phút thôi, 19 nhỉ. Không. Sau đó là đồng chí đầu bếp là cho nhỏ lửa đun liu riu. Cho nhỏ lửa xuống để khống chế cái thức ăn nó khi mà nó đã phát hiện đã chín chưa. Nếu mà chưa chín thì cho lửa tiếp thôi. Rất ngon. Cái này thì nên xào tầm chín tới thì ăn nó vừa ngọt đấy cả, nó không bị sống. Mà gan đảo chín quá thì nó lại dai. Đây thì đầu bếp vẫn đang chạo thức ăn. Thợ săn vẫn đang săn. Quê mình ở chỗ nào cũng có điện, ngoài đồng điện rất là sáng.
cái độ lửa thì mình sẽ phát hiện ra được là thực phẩm đã chín chưa. Nếu mà chín rồi thì mình sẽ cho thêm một ít lửa nữa để nó khô lại. Ăn thì nó sẽ ngọt, với cả gia vị nó sẽ được nếm vào nhiều hơn. Sau đó mới cho măng nục chút vào. Cái của anh là 3 mét ạ? À? Anh chả biết, chẳng hỏi. Anh nói chừng người ta. Măng này là có thể ăn sống chắc được. Chắc được đâu. Rồi vào đây là tay tái thì mới ăn được giòn cái đôi. Cái này cầm cái em là phải bằng chẳng ra luôn rồi. Nhìn kéo luôn. Kéo đâu anh? Đấy. Đấy mà nó chín tới tầm. Ăn cũng rất là ngon. Đấy, sau mùi măng vào có một cái hương khác nữa. Rất là ngậy mùi. Để trong két luôn à? Để hẳn. Thử thức ra. Ngâm ngâm đắng. Đắng củ vị của măng. Cho dâm chưa các bạn? Đây. Nó phải cắt hay cắt rồi nhỉ? Đã cắt rồi. Dâm. Dâm này rất là sạch. Không có một thuốc hay là nhãn đồng quê là... nhá, mời các bác nhá. Năm này hầu như các loại chim hoang dã hay là chim nuôi thì hiện đều cho dăm này. Cho dăm là vào sau cuối cùng. Mùi ở đây rất là thơm. Đấy rồi. Wow. Rất hấp dẫn. Vừa chín tới. Anh có thìa múc có nhanh nhỉ? Có thìa múc nhanh thìa. Hoặc là mình bê cái chi chớp ấy mình đổ cũng được. Hơi xấu. Còn ở trên này đi. Là phải tới cái này này. Đấy. Đặc sản quê hương đấy. Món này không phải lúc nào cũng có. Cái để cái dưới nhỉ, ăn xong thì mình miệng tráng miệng vẫn quay mặt bàn đấy. Đáng làm chuyên nghiệp đấy, điện thoại vẫn quay mặt bàn. Anh say say thì mình ngáp sắp ngáp ngủ. Vô được con nào anh? Có anh kìa, vô được mấy quả sung. Ngá rúi rúi để thế nó bảo mình vô sung. Ai đi săn chanh rẻ nó nói nhất cám là... cám Vinh. Vinh nó chảy đi lên chút là chảy chảy tốt đấy nhà mình. Xin mời cả nhà thưởng thức món đêm măng lại măng một chút măng này nóng gì hơi ngâm ngâm. Mời các bạn nhé, đây toàn hàng đặc sản luôn là nó hơi ngâm ngâm đặc điểm mai vùng miền của đồng bằng Bắc Bộ ở xa hơi mời thì mà cái hương vị này cho vào đúng rồi, rất tuyệt rồi. Ngon lắm. Em xào được không anh? Được, chú xào rất ngon. Xào tuyệt vời. Cái măng nục trúc này giòn, ăn hơi ngâm một tí nhưng mà ngon lắm. Còn măng nục trúc này nó phải hơi đắng đắng như này, ăn nó mới có vị của núi rừng ấy. Tại gốc là mùi gặm luôn và ngon. Măng nhà anh để trên rồi, bên kia nó cũng
bùi đường đất chứ để trên. Mời anh em. Bây giờ sức khỏe nhá. Bây giờ sơn này mình với sơn đi sơn mẻ cây bóc rồi đúng không? Cục này ăn ba củ ba bữa. Tuyệt vời nhỉ. Cây to. Nhà mình hôm nay nhiều măng. Hôm nay mà mình thấy cái măng to vườn thì bạn nào mới bẻ hộ rồi. Khi em trồng cây nó bóng quá chết anh ạ. Không không có nắng ấy. Chết. Một miếng ức của con chim. Chú trồng mình thấy phải đấy. Phải trồng một cái chỗ to. Măng á. Măng. Nhãn đâu to đấy. Chú Sơn với test thử cái kéo có nó cắt ra gì không? Ngon gần ngon bằng cái của em. Thế nó được mà. Cũng ra cái kéo nữa. Mỗi ngày mấy trăm? Em về em lần sờ 2 ngày mới sửa được. 450. Sửa? Ừ thì nó bị chết rồi mà. Nhà nó vứt lung tung ở ngoài vườn mưa nắng. Nó bị dỉ hết ở trong. Mà không tài nào tháo được. Vô cũ. Hôm đi làm cái hảo này qua 3 mét thức cho mọi người cái hương vị nó sẽ như thế nào. Một tầm 3 mét vuông thôi. Độ vừa ngọt vừa chín tới. Phải có 2 cái viên gạch nó vào đi xuống xây hộ. Mình không biết định đi xuống đến làm. Và có không biết là hôm nay định đến khá. Hơi đắng đắng của mang biết thì anh ấy không xuống. Hôm nọ định mình khám cũng không, anh cũng say tại đây là đi về giường năm từ đầu đến cuối. Còn đâu phải uống cầm chừng. Không. Hôm em dính rồi. Hôm nay anh là anh không cái này sâu hơn ở đây hay có được món đặc sản. Uống người chả nhìn thấy gì là gì. Uống mà nên thật em nói cả mắt mà. Giờ này hết lá xả. Hết lá xả. Cái con ngon con ăn mềm nhỉ. Ngon. Nó cần này ăn cũng không hết được. Ở nhậu mạnh à uống rồi. Nghe có vẻ sông tắt cá. Hôm nay ngày cá. Hôm nay ngày cá. Chú Sơn ấy. Đồ học. Sơn ấy sáng nghiên cố trưa nay mặt đỏ quay dai. Chết. Sức khỏe chắc. Bạn Lũy mới về ư? Nhưng mà cũng coi ấy. Riêng này của anh em biết rồi. Hôm ấy dậy 5 giờ sáng em ở dậy em đi vệ sinh mà vẫn biêng biêng em lại đi vòng ngủ tiếp mà. Hảo rồi nhá. Cái món ăn này rất là ngon. Và mình cũng hẹn mọi người ở video tiếp theo sáng nhỉ? Và đón chào một cái video mới cái sáng và hay hơn nữa của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.